Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim quái vật siêu dễ thương Venom, một con tàu không gian thuộc tập đoàn Light Foundation, đang trên đường trở về trái đất, bỗng phát nổ và rơi xuống phía đông Malaysia. Con tàu chở 4 vật thể ngoài hành tinh, một trong số đó đã trốn thoát ra ngoài, số còn lại được vận chuyển về trung tâm nghiên cứu ở Mỹ. Một nữ cảnh sát phát hiện ra một phi hành gia vẫn còn sống, cô đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi thì anh này tỉnh dậy tấn công nữ cảnh sát, ký sinh trùng từ cơ thể anh ta chuyển sang nữ cảnh sát, cô xé toẹt chiếc xe ra ngoài, trên tay cô là logo Light Foundation. Trở lại thành phố San Francisco, chàng trai này là Eddie Zock, anh là một phóng viên chuyên điều tra những hoạt động ngầm sai trái, bênh vực người nghèo, là chàng trai đại diện cho chính nghĩa. Nhiệm vụ lần này chủ tòa soạn giao cho anh đó là phỏng vấn Carter Zock, nhà sáng lập và là giám đốc của tập đoàn Light Foundation. Nhưng lần này lại bắt anh phải đi nịnh nọt về hắn ta, Eddie cảm thấy không vui nhưng vẫn đồng ý. Anh chàng đang sống chung với cô người yêu xinh đẹp Annie, và hai người đang chuẩn bị kết hôn. Nàng làm cho một công ty luật đại diện cho Light Foundation. Sau buổi gặp mặt, Eddie lái xe máy chở nàng về nhà. Cả hai cùng nhau làm chuyện người lớn rồi, Sakura sợ lắm nên bỏ qua cảnh này nhé. Trong lúc nàng ngủ, Eddie mở tủ lạnh lấy nước uống, anh vô tình thấy máy tính của Annie vẫn còn mở, anh đã lén xem trộm tài liệu mật của công ty Light Foundation. Về những vụ cáo buộc gần đây, sáng hôm sau, Carter có bài diễn thuyết tuyệt vời với mấy đứa trẻ. Trong đó có một cô bé giơ tay lên hỏi, Carter khen cô bé dũng cảm và trao cho cô bé một huy hiệu của mình. Nữ tiến sĩ Kurt xuất hiện thay thế anh trợ giảng, Carter bắt đầu buổi phỏng vấn cùng với Eddie. Carter phải nói là một người trẻ tuổi mà có nhiều thành công đáng ghi nhận. Hiện tại tập đoàn của anh đang khám phá các nguồn tài nguyên bên ngoài trái đất. Eddie bắt đầu hỏi sâu về những việc làm phạm pháp của Carter, như là cáo buộc qua mặt hãng dược phẩm và xây dựng công ty trên cả núi xác người. Carter cho người tháo dỡ thiết bị quay phim và đuổi Eddie ra khỏi công ty. Eddie không biết rằng điều mà anh làm sẽ thay đổi cuộc sống của anh sang một hướng khác, thậm chí là một bi kịch. Chủ tòa soạn không chấp nhận những lời nói không căn cứ, thế là Eddie đã mất đi công việc. Sự ngạo mạn này không chỉ ảnh hưởng riêng anh, mà còn kéo theo Annie cũng bị sa thải. Nàng tức giận vì Eddie đã lợi dụng mình và trả lại anh chiếc nhẫn cùng với đó là lời chia tay. Sau đó Annie quay lưng bước đi. Cùng lúc đó, các mẫu vật còn sót đã được chuyển đến phòng nghiên cứu của Carter. Cô cảnh sát bị ký sinh đeo bám đã tiến vào khu dân cư, bước đến một quán ăn nhỏ. Cô bắt một con cá ăn ngấu nghiến, người chủ quán can ngăn, nhưng đã bị con quái vật bên trong cô giết hại. Người dân hoảng loạn bỏ chạy, nhóm thanh niên ra tay nghĩa hiệp, nhưng cũng bị quái vật bắn ra gai nhọn giết chết. Thấy một bà lão lưng khòm, quái vật cũng đã có một vật chủ mới. 6 tháng sau, tiến sĩ Kurt phát hiện ký sinh cần có vật chủ hô hấp bằng oxy mới có thể sống được, và thí nghiệm trên con thỏ đã thành công. Carter muốn cô đẩy mạnh tiến độ thí nghiệm lên cơ thể người, Kurt từ chối vì điều này còn quá sớm, có thể sẽ gây tổn hại đạo đức, và họ bắt đầu cuộc thử nghiệm lên người. Eddie giờ đây đã là chàng trai nát rượu, đúng là oan gia ngõ hẹp, người khiến cho anh thanh bại danh liệt, lại đang thao thao bất tuyệt trên TV. Có một người uống rượu gần đó nhận ra Eddie. Eddie chán ngán bước ra về, trên đường anh gặp Maria, cô là một người vô gia cư, sống bằng nghề bán những mảnh báo cũ cho người đi đường. Eddie đã mua lại một tờ báo với giá $20, bởi vì cô là một người tốt. Anh bước vào diêu thị của bà Chan quan tâm Eddie, và nhắc nhở anh tập ngồi thiền để vượt qua căng thẳng. Lúc này có một tên cướp thu tiền bảo kê, Eddie nấp phía sau kệ hàng nhìn thấy nhưng hắn có súng, anh không thể nào ngăn cản hắn ta. Tên này lấy một chai rượu và một số tiền rồi rời đi, bà Chan nhìn anh bằng ánh mắt nặng nhọc. Đến nhà, anh thấy cảnh cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết, đúng là tức cái lòng ngực mà. Eddie nhìn những bức thư quá hạn tín dụng và những cuộc gọi thông báo khác nữa, hầu như mọi người đều từ chối anh. Anh khoanh công việc rửa bát trên mặt báo, Eddie thử nghe lời bà Chan, anh lấy đĩa thiền và bắt đầu thực tập thiền. Chưa được 3 phút anh bạn nhà bên đã mở ôm sồm, tại phòng thí nghiệm của Light Foundation, Carter cho thí nghiệm lên con người. Người thử nghiệm tình nguyện lần này là Isaac. Carter bắt đầu nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ anh ta, rằng hành tinh này đang dần sụp đổ, và chỉ có Isaac mới có thể thay đổi điều này. Hắn đưa tay lên mặt kính và nói chúng ta sẽ thành công, và hứa không bỏ rơi anh ta. Sau đó hắn kêu nhân viên thả ký sinh ra, con quái vật có màu xanh đầy ước ác. Isaac hoảng sợ kêu rào, quái vật leo lên người anh ta và dần dần thấm vào cơ thể của vật chủ. Số liệu sinh học cho thấy bình thường, nhưng chưa đầy một phút, người này đã co giật và chết ngay sau đó. Eddie vẫn đi trên con đường cũ về nhà, nhưng anh lại không thấy Maria đâu. Và anh nhận ra có người theo dõi mình, đó chính là tiến sĩ Doja Kurt, và cô nói mình đang làm việc cho Light Foundation. Cô nói tất cả cáo buộc của anh về Carter đều là sự thật, những người bị bắt làm chuột bạch cho thí nghiệm ngày càng nhiều.
và họ đang chết dần. Nghe đến đây, con người chính nghĩa bên trong Eddie trỗi dậy. Có tâm sự ban đầu, cô tự nhủ việc đó là đúng, nhưng giờ đã đi quá xa, cô không thể báo cảnh sát vì thế lực hắn quá mạnh và hắn rất nguy hiểm. Eddie biết sự nguy hiểm đó như thế nào, nó khiến anh mất tất cả, những gì quan trọng nhất cuộc đời anh đã biến mất. Sau đó anh bảo cô hãy nhờ một kỵ sĩ trắng nào khác giúp đỡ, anh sẽ không tham gia mớ hỗn độn này. Eddie vô tình đi ngang căn nhà trước kia của mình và Annie. Lúc này cô nàng cũng vừa về đến nhà, nàng giới thiệu bạn trai mới của mình cho anh. Bạn trai mới nhường không gian cho cả hai và bước vào trong nhà. Nàng giới thiệu bạn trai mới là một bác sĩ phẫu thuật. Eddie nói mình rất nhớ Annie, hai người họ gần như đã tổ chức đám cưới, nhưng bây giờ lại chia tay, anh mong rằng cả hai có thể quay lại bên nhau. Tuy nhiên nàng từ chối vì chính anh đã làm việc đó, không phải lỗi do ai khác. Eddie cầm chiếc nhẫn đính hôn của hai người, anh nhìn về phía công ty Life Foundation, chấp nhận lời yêu cầu của tiến sĩ Kurt, đơn giản vì anh đã không còn cái gì để mất nữa. Tiến sĩ Kurt đã giấu Eddie vào trong xe và đưa anh vào bên trong. Cô nói quá tải dân số và biến đổi khí hậu là hai thứ Carter không kiểm soát được. Hắn ta đã gửi tàu vũ trụ ra không gian để tìm sự sống mới, vô tình gặp một sao chổi trong đó có hàng triệu sinh thể, và họ đã đem vài mẫu vật trở về trái đất. Chúng được gọi là symbiote, và chúng không thể tồn tại trong trái đất nếu không có vật chủ. Có một người bảo vệ tuần tra, cô để Eddie vào bên trong phòng thí nghiệm lấy thông tin, còn mình sẽ đánh lạc hướng bảo vệ, bên trong một màu xanh lạnh lẽo. Anh lấy điện thoại chụp lại những hình ảnh thực tế này, có người bị chết, cũng có người nằm hôn mê. Anh vô tình gặp lại cô bạn vô gia cư Maria. Anh nhập mật khẩu sai vô tình kích hoạt chuông cảnh báo, tình thế nguy cấp, anh lấy bình chữa cháy phá vỡ cửa kính, Maria vồ vật anh ngã xuống. Trong lúc giằng co, quái vật trong người Maria đã hoán đổi sang Eddie. Sau đó Maria lăn ra chết. Tín hiệu báo động khẩn cấp vang lên, Eddie nhanh chân chạy ra ngoài, anh vô tình bay lên tường và sau đó hạ gục hai cảnh sát, anh còn dùng chân đá bay cánh cửa sắt. Eddie chạy ra ngoài tông hàng rào một cách khó tin. Đám nhân viên canh gác truy lùng Eddie rắc dao, chúng còn có cả một đội xe. Tuy nhiên khi đến gần thì mất dấu của Eddie. Thì ra anh đã leo lên ngọn cây một cách thần kỳ. Về đến nhà anh liền liên lạc với Kurt, xem cô có an toàn hay không. Anh bắt đầu khát nước dữ dội, tiếp theo là cực kỳ đói. Eddie lấy hết bánh trong tủ lạnh ra ăn, thậm chí còn móc thùng rác bốc lấy phần thịt đã thối, cắn lấy cắn để. Sau đó anh chạy vào nhà vệ sinh ói sắc mặt. Eddie không biết chuyện gì xảy ra với bản thân, đang đánh răng thì thấy một người lạ mặt trong gương, dọa anh ngất xỉu. Carter đến hiện trường vụ mất cấp, hắn nổi điên và cho người điều tra, trong khi đó một vật chủ khác đang dần ổn định. Hắn tăng cường quá trình thử nghiệm để đưa ra kết quả sớm. Eddie tỉnh lại, nhìn căn nhà đã bị mình quẩy banh nóc. Anh kiểm tra lại những tấm hình, bà cụ bị ký sinh ban đầu đã lặn lội đến được sân bay để sang Mỹ. Vật chủ mới lần này là một bé gái. Eddie chạy đến tìm Annie, anh cho nàng xem mình đã chụp được những tấm ảnh trong Life Foundation. Annie tưởng anh bị điên. Eddie chụp lấy mân đồ ăn của phục vụ cắn một miếng sau đó phun ra, sau đó là nhào vào các bàn ăn khác. Bạn trai của Annie đấm anh một cái, nhưng Eddie chẳng quan tâm vẫn tiếp tục kiếm ăn, cảm thấy cơ thể nóng quá. Anh cởi áo của mình và leo vào chậu nước nuôi tôm hùm, cảm giác chữa lửa cực chuẩn luôn. Dan nói với chủ nhà hàng đó là bệnh nhân của mình. Eddie chụp lấy một con tôm hùm sống nhai ngấu nghiến, cảm giác đói như chưa bao giờ được ăn. Sau đó Dan tiêm cho anh một liều an thần và đưa Eddie đến bệnh viện để chụp hình bằng MRI. Trong lúc quét MRI, Eddie đau đớn dãy giụa la hét, Dan phải tắt thiết bị và vào kiểm tra sức khỏe Eddie. Sau đó Dan bảo Eddie về nhà, vài hôm sẽ báo lại kết quả cho anh. Trên chuyến xe buýt trở về nhà, trong đầu của Eddie luôn nghe tiếng nói lạ, hành động của anh làm hành khách hoảng sợ. Annie điện thoại báo cho Eddie biết rằng anh đang bị ký sinh và họ không biết anh đã bị nhiễm do đâu. Eddie nói mình nghe những âm thanh kỳ lạ, còn có siêu năng lực leo cây rất nhanh. Tuy nhiên Dan cũng chỉ giúp anh bằng vài toa thuốc an thần mà thôi. Phòng kế bên lại mở nhạc lớn ôm sồm, điều này làm cho anh bực bội. Eddie cảnh cáo tên này hãy tắt nhạc đi, còn hù dọa hắn ta, khiến tên này sợ xanh mặt. Lúc này hành động của tiến sĩ Kurt cũng bị phát hiện, cô bị bắt đưa đến cho Carter. Kurt cố gắng giải thích những điều cô làm do bản thân bối rối. Hắn đã thuyết phục cô hãy cứu sống những người nơi đây, và chính anh bạn kia cũng đang gặp nguy hiểm, và hắn hứa sẽ thay đổi cách làm. Kurt đã nhẹ dạ tin lời con sói Carter, khai ra Eddie chính là cộng sự của cô. Sau đó phần thưởng dành cho cô chính là con quái vật. Lúc này Eddie lấy đồ ăn từ lò nướng ra, anh nghe lời cảnh báo không được mở cửa. Tuy nhiên chàng trai lại đi mở cửa, một nhóm người lạ mặt xông vào túm lấy áo anh, bọn chúng là tay sai của Carter. Anh đã nhanh tay đầu hàng, nhưng con người bên trong lại cản anh lại, cho rằng anh đang làm mất mặt bọn họ. Bọn chúng hỏi Eddie con ký sinh kia đâu, và bắt đầu dùng súng gây mê bắn vào người anh. Với bản chất kiêu ngạo, quái vật bên trong không cho phép anh chịu thua, nó ra tay giúp đỡ Eddie xử lý đám người này, còn biến ra dây nhợ xiết cổ bọn chúng, cái chân còn có thể uốn cong để tung cước. Nó kéo anh sang một bên để tránh đạn. Eddie lấy ghế đập vào một tên, anh còn biến ra một nấm đấm to bự chảng,
cho tên này sắp mặt, tên cuối cùng cũng bị anh giải quyết gọn lẹ. Con người bên trong bảo anh phải nhai đầu hết bọn chúng, nhưng Eddie không hề nghe theo. Còn một tên ngay cửa cũng bị hạ đo váng. Anh nhanh chân chạy ra khỏi căn nhà, thấy kẻ địch có súng, Eddie hướng về phía cửa sổ mà nhảy. Lúc này sức mạnh của anh dần lộ rõ, anh xông vào một căn hộ tầng dưới, bên kia xả súng tấn công, Eddie đỡ bằng tấm khiên màu đen. Nhóm tay sai gửi hình ảnh từ cuộc giao đấu lúc này cho Carter. Carter rất ngạc nhiên vì Eddie đã làm chủ được con ký sinh. Eddie nhìn vào gương chiếc xe, hình ảnh phản chiếu là một con quỷ. Anh cố gắng từ chối hiểu về nó. Anh lỡ miệng chê nó là ký sinh trùng, quái vật liền giận dỗi treo anh lên tường. Trong lúc tranh cãi, một máy bay không người lái tấn công, lao đến phát nổ. May là Eddie đã đậu xe máy từ trước, anh phi nhanh về phía trước. Tuy nhiên mọi hành động của Eddie đều bị theo dõi. Tên chỉ huy đám thủ hạ đi bắt Eddie, hắn tung ra vô số máy bay không người lái. Quái vật đã giúp cho anh bằng cách chơi hết ga hết số. Eddie vừa né đông lại còn tránh tây, qua mặt được những chiếc máy bay này. Chưa bao giờ chàng trai Eddie có những pha lạng lách đánh võng vui như vậy. Những máy bay dường như bị vô hiệu quá so với trình của Eddie hiện tại. Carton quan sát mọi việc đang xảy ra ngoài kia. Hắn nói điều này thật không thể tin được. Một chiếc máy bay bám sát lấy Eddie, quái vật vung xúc tu níu lấy một cửa xe đỡ đạn thay cho anh. Anh quay mặt lại thấy vẫn còn có hai máy bay bám sát, một chiếc đã đâm trượt vào chiếc ô tô ven đường, chiếc còn lại thì Eddie phải phanh gấp, nhưng vẫn xém dính đòn. Lúc này anh chọc ra lệnh tất cả phương tiện mặt đất chặn Eddie lại, một chiếc xe chen ngang ngã tư, tuy nhiên đối với anh là chuyện nhỏ, Eddie đã bò cùng một pha đi vào lòng đất. Điều này không làm giảm bạn đồng hành theo sau anh, chiếc xe phóng qua một dốc cao, sau đó tiến đến một ngõ cụt. Quái vật giúp anh làm một lò xo bắn qua khu này dễ dàng, hai chiếc xe còn vẫn kiên trì bám theo. Quái vật giúp anh mở đường tiến lên phía trước, có hai chiếc khác đã đợi sẵn phóng ra éo sát xe của Eddie, tưởng mình sắp gặp ông bà đến nơi, nhưng sau đó hai chiếc xe đã bị cắt đuôi phía sau. Do lơ là Eddie bị một chiếc xe đâm trực diện, cơ thể anh bị tổn thương nghiêm trọng, tên chọc xuống xe nhìn bộ dạng đáng thương của Eddie, tuy nhiên xui cho hắn, quái vật đã tóm lấy cổ hắn, các cơ quan đã bị tổn thương khi này cũng bắt đầu lành lại. Hình thể chân thật của nó đã dần hiện lên, với hàm răng nhiều mà không bị hô, nó nhìn tên chọc với ánh mắt thèm thuồng. Sau đó liếm lên mặt hắn ta, một phát súng phía sau bắn vào quái vật, nó quay lại nhai đầu người này, rồi nhảy qua các chiếc xe, cuối cùng là phóng xuống mặt sông, nó bơi qua sông chưa đầy một nút nhạc, Eddie nhìn ngắm cái chân không còn bị gãy nữa, anh mệt quá ngồi xuống nghỉ, con quái vật bắt đầu hiện ra ngoài, nó tự xưng là Venom, và cả hai chúng ta là một, anh trách Venom vừa nhai đầu một người. Venom nói chỉ là đổ xăng thôi mà. Venom nói nó cần đến tên lửa của Carter. Eddie hỏi Venom có định ăn thịt ai khác không, và câu trả lời là có. Nếu họ hợp tác với nhau thì cả hai có cơ hội sống sót. Trên đường lái xe về nhà, Dan gọi điện cho Annie. Kết quả xét nghiệm của Eddie đã có kết quả, và anh muốn nàng đưa Eddie đến bệnh viện ngay lập tức. Cảnh sát phong tỏa xung quanh khu nhà của Eddie, và họ nói với nàng cẩn thận vì đêm nay có nhiều người chết. Trở về phòng thí nghiệm, một ký sinh trùng đã chết bên xác của tiến sĩ Kurt. Carter nói với thuộc hạ không được giết chết Eddie, mà hãy đem hắn về ngay lập tức. Eddie đã đến tòa soạn, nhưng đồng nghiệp cũ đã ngăn anh lại. Venom bảo anh nhai đầu cho lẹ. Eddie nạt lại Venom vì người bạn còn có gia đình. Sau đó anh mở cửa chạy ra ngoài. Venom đoán được điều mà Eddie cần là leo lên trên. Thế là Venom đã giúp Eddie dễ dàng leo lên đỉnh của tòa tháp. Venom trông thấy nơi này thật bình yên và tuyệt đẹp, có một chiếc máy bay cất cánh, tiếng ồn của nó làm cho Venom tan biến, Eddie bị trượt chân khỏi đỉnh tháp. Rất may là Venom đã kịp thời bám vào lan can cứu sống cả hai, còn giúp anh đột nhập vào phòng của chủ tòa soạn. Eddie nói Venom sắp giết chết mình, Venom nói nếu anh chết thì nó cũng chết, bởi không vật chủ nào thích hợp hơn anh, và Venom bắt đầu thích anh chàng này. Sau đó anh ghi lại thông tin tài liệu mật và rời đi. Venom nói chuẩn bị nhảy, nhưng Eddie lại quyết định đi thang máy cho an toàn. Vừa bước ra ngoài, cảnh sát đã chĩa súng vào Eddie. Anh hiện lại hình thể Venom chơi đùa với bọn họ. Venom chụp lấy một quả lựu đạn khói, còn ngậm luôn quả thứ hai. Trong sương khói mờ ảo, Venom bắt đầu tấn công từng người một. Số cảnh sát từng người bị Venom hành cho ra vã. Nó còn gom súng của họ thành trái banh và quăng ngược lại đám họ. Cảnh sát dùng lựu đạn choáng ném thẳng vào người Venom. Anh leo lên giàn sắt, tránh làn mưa đạn. Một thanh sắt to bị rơi xuống đất, Venom nhảy xuống dưới, nắm lấy chân của một người, và sử dụng anh ta như cái chày giả gạo. Rồi ném anh ta đi, Venom lại nhất bổng một người khác. Một viên cảnh sát bắn xối xả vào Venom, lúc này Eddie ngăn không cho Venom ăn thịt cảnh sát. Annie vừa xuất hiện đã thấy quái vật chuẩn bị ăn thịt người. Cô quay người bỏ chạy, Eddie hiện lại hình người chạy theo nàng. Anh giải thích nó nằm trong cơ thể anh, và anh cảm thấy sợ hãi, anh cần nàng hãy giúp mình, nàng đồng ý. Và mở cửa xe đưa anh đến bệnh viện. Trên xe nàng nói sẽ chụp em dai lần nữa. Venom nói với anh không thích điều đó, vì nó làm tổn thương ông. Còn có lửa cũng sẽ làm hại ông ta.
Nàng hỏi Eddie có đau đớn không, Venom nói với anh chưa bao giờ xin lỗi cho chuyện trước đây, và nhắc nhở anh sẽ không có cơ hội nào khác để nói nữa đâu. Eddie nhìn người mình từng làm tổn thương, anh thành thật xin lỗi nàng, về những việc đã xảy ra với nàng, và anh rất yêu Annie, nước mắt của nàng đã ứa ra, Annie đã đợi câu nói này rất lâu rồi, anh cảm thấy thật lãnh lẽo, anh hỏi mượn nàng chiếc áo để mặc vào, cả hai không biết rằng có một chiếc máy bay vẫn bám sát họ. Cô bé bị nhiễm ký sinh ở sân bay, đã đến được phòng thí nghiệm, cô bé tóm lấy cổ của Carter và bắt đầu chuyển đổi vật chủ. Hai người họ đã đến bệnh viện của Dan, anh nói tim của Eddie có vấn đề. Venom trong tâm trí nói là có thể chữa được cho Eddie. Trong lúc tranh cãi, Venom tóm lấy cổ của bác sĩ Dan và nhấc anh ta lên, Annie đã nhanh trí bật thiết bị enzyme lên để cứu Dan. Quái vật ký sinh trong cơ thể Eddie vốn rất sợ tần số lớn, nó đã thoát ra khỏi cơ thể của anh, Dan nhanh tay chốt của kính lại, Eddie chỉ tay vào con vật nói, mày định giết chết tao à, vậy mà khi này còn xưng chúng ta ngọt xớt, nói xong anh bỏ đi. Trong lúc Annie giải thích mọi việc xảy ra với Eddie, Venom đã lẻn qua khe lọc gió trốn thoát, Dan chỉ vào phòng hỏi về con quái vật, thì nó đã biến mất từ khi nào, Venom đã nhập vào chú chó nhỏ ở phòng bệnh kế bên. Eddie vừa mở cửa thang máy. Nhóm thuộc hạ của Carter đã bắn thuốc mê vào người anh, chú chó nhỏ nhìn thấy cảnh này, nó gặp phải Annie và chọn nàng làm vật chủ. Eddie tỉnh lại, anh bị trói trong phòng thí nghiệm của Carter, hắn hỏi anh mẫu vật của hắn đang đâu, nhưng Eddie nói không biết và nếu biết cũng không nói ra. Hắn nói con người đang trên bờ vực tuyệt chủng, và hắn đang kiến tạo lại thế giới này, con người và Symbiote sẽ kết hợp lại với nhau. Eddie nhất quyết không trả lời, hắn ta nổi giận và biến thành một con quái vật y như anh, hắn hỏi Venom đang ở đâu. Thấy không còn giá trị, hắn ta sai thuộc hạ đem anh đi giải quyết. Con quái vật bên trong Carter nói, ở hành tinh của nó còn có hàng vạn con như vậy, và cả hai sẽ cùng nhau về đón binh đoàn Symbiote đến trái đất. Thuộc hạ của Carter đưa Eddie vào một khu rừng sâu, hắn chĩa súng về phía Eddie. Venom xuất hiện cắn lấy thủ cấp hắn ta, sau đó nắm cổ áo Eddie và hôn anh thắm thiết. Venom đã trở lại vật chủ tương thích, lúc này Annie tỉnh tại nhớ mình vừa nhai đầu gã kia, và Eddie cũng đã từng làm như vậy. Venom nói con ký sinh trong người Carter là Zyot, nó là con đứng đầu Symbiote và nó có cả kho vũ khí. Venom bảo anh phải ngăn cản hắn lại. Và Annie cũng muốn đi theo, nhưng vì an toàn của cô, Venom không chấp nhận. Carter ra lệnh cho các nhà khoa học khởi động con tàu vũ trụ, chính hắn ta sẽ lái con tàu đi vào không gian. Venom nói nếu không ngăn chặn Zyot, hắn sẽ đem cả binh đoàn Symbiote xâm chiếm trái đất. Ban đầu Venom cũng giống như các Symbiote ác độc, nhưng giờ anh đã quyết định ở lại trái đất. Ở tại hành tinh của mình, Venom cũng là kẻ thất bại như Eddie vậy. Nhưng ở đây Venom có thể làm siêu anh hùng, và Venom bắt đầu yêu quý trái đất. Và điều làm cho Venom thay đổi chính là Eddie. Carter bắt đầu nhập mật khẩu phóng tên lửa ngay trong vòng 5 phút. Một nhân viên phía sau muốn hủy quy trình phóng tên lửa. Nhưng Zyot đã phát hiện và giết chết người này. Zyot còn dùng cánh tay biến ra hai lưỡi dao thủ tiêu các nhà khoa học. Venom và Eddie cũng đến nơi. Venom nói tên này có những món đồ mà Eddie chưa từng thấy bao giờ. Và cơ hội để chiến thắng của họ gần như bằng không, nhưng với chiến thuật liều ăn liều, Venom lao nhanh về phía Zyot, anh chặn đầu Zyot và nói bọn ta không để ngươi phá hủy thế giới này. Zyot tức giận một tay biến thành cái chùy gai, tay kia là cây dao sắc nhọn, Venom biến ra một tấm khiên đỡ đòn, rồi dùng tay quắn lấy mặt Zyot đập đầu hắn xuống đất, sau đó tung cước đá bay Zyot. Tuy nhiên, Zyot dùng tay đập xuống nền vô số gai nhọn đâm về phía Venom, Venom siết cổ Zyot nhưng bị gai nhọn đánh bật ra xa. Tiếp theo là những đòn chí mạng tới tấp từ Zyot, hắn lột da của Venom khỏi cơ thể của Eddie. Trong lúc hắn định nuốt chửng Venom, Eddie kịp thời nhập thể cùng Venom, cả hai quái vật bị dính lại và tẩn nhau đầy khói lửa. Eddie và Carter cũng không tha cho đối phương, nhưng Zyot quá mạnh, hắn hút Venom vào trong cơ thể, chạy được một đoạn thì sóng âm phát ra đàn áp Zyot, Venom cũng nhờ vậy mà tách rời Zyot. Thì ra cô nàng Annie là người chơi xấu sau lưng Zyot đây mà. Lúc này không còn ký sinh, Carter đánh tới tấp về phía Eddie. Eddie cũng không kém đã tặng cho hắn một đấm té ngã. Eddie còn đá Carter rơi khỏi con tàu, tuy nhiên vừa quay lưng anh đã bị một dao xuyên qua cơ thể. Zyot đã kết liễu anh, sau đó hắn chạy về phía con tàu và chui vào bên trong. Venom xuất hiện bám lấy Eddie và hồi sinh vật chủ. Venom rút thanh gươm trong người ra, nhảy lên con tàu vũ trụ. Zyot nhìn Venom qua cửa kính và mắng anh là phản bội. Venom tạm biệt và dùng chính con dao của hắn dọc con tàu vũ trụ. Con tàu nhanh chóng phát nổ kéo theo cả Zyot và Carter cùng đi bán muối. Venom rơi từ trên cao xuống và dùng chính thể xác bảo vệ Eddie khỏi ngọn lửa dữ. Eddie đau khổ rơi xuống hồ nước phía dưới. Sau hôm đó, cả hai người từng yêu nhau ngồi tâm sự. Anh sẽ không làm phóng viên nữa và muốn tập trung vào viết lách. Annie chia buồn về mất mát của Venom. Eddie không trả lời và nói về nụ hôn của họ ở trong rừng. Anh vẫn còn yêu Annie nhiều lắm và nàng cũng đã có niềm tin trở lại với Eddie.
Thật ra Venom vẫn chưa chết, có lẽ anh chàng Venom là một cố vấn tình cảm nhiệt tình nhất hệ mặt trời nè. Anh từ giã người đẹp ra về, một ông lão mù nhắc nhở anh, đừng từ bỏ cô ấy. Venom nhìn chú chó nói con vật đó trông thật ngon lành. Hai người cùng nhau thương lượng, Venom không thể tự ý muốn đốt ai là đốt. Trên đời này có người tốt và người ác, Venom chỉ có thể đốt những kẻ cực xấu mà thôi. Venom đồng ý thỏa thuận. Tiếc là Venom lại không biết phân biệt ai tốt ai xấu. Ed đi đến cửa hàng của bà Chan, anh hỏi Venom muốn ăn món gì, Venom nói mình thích ăn khoai tây chiên và sô-cô-la. Y như lúc đầu họ mới gặp nhau. Anh nghe có người lớn tiếng, thì ra đó là tên xã hội đen thu tiền bảo kê bà Chan. Venom tóm lấy cánh tay hắn ta, anh bắt đầu cảnh cáo tên ác nhân không được ăn hiếp người tốt, nếu không sẽ ăn hết tay chân, biến hắn thành một đống phân trong gió. Giải thích mệt quá nên Venom ngoạm tên này vào mồm cho nhanh. Bà Chen thấy cảnh tượng hãi hùng tỏ vẻ kinh sợ, Eddie nói mình bị ký sinh trùng, rồi chúc bà Chen ngủ ngon và rời đi. Venom nổi hờn khi bị kêu là ký sinh, và đòi Eddie phải xin lỗi mình. Và với năng lực hiện tại cả hai có thể làm mọi điều mình muốn. Đến đây là hết phim rồi, Venom ban đầu là một sinh vật hung ác, nhưng sống với vật chủ là con người chính nghĩa hiền lành. Tuy anh có hơi nhúc nhác, nhưng cả hai đã hòa hợp chung sống, và còn cứu được thế giới khỏi bọn người xấu. Sakura nghĩ rằng Venom cũng là một người bạn dễ thương của chúng ta đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura. Dịch bệnh Covid vẫn còn phức tạp, mong rằng sớm hết để các bạn có thể ra rạp trải nghiệm phần 2 của bộ phim Venom nhé. Mình yêu các bạn nhiều lắm, nhớ đăng ký để xem các video mới nhất nhé. Bye bye các bạn.